Chắc gì sống ngồi này 83 tàn tâm. Chủ đề là tôi có thể nói tiếng biết. Tôi có thể nói tiếng biết. Cá nàng. Tôi có thể làm biết. Khi tôi có thể nói tiếng Việt. Nói nóng nụ là quan trọng khi chúng ta đi ngồi đất. Tôi muốn sống ở Việt Nam một tháng. Tôi đi du lịch ở Việt Nam. Tôi có thể đi Việt Nam mùa đông. Khi tôi sẽ đi Việt Nam, tôi có thể gặp dân dương phụng các từ dương phụng. Tôi có thể tàu chuồn vội dân ở trung phong khu vực trung phong. Tôi có thể gặp tam tỷ ở Việt Nam. Tờ nung nửa là quan trọng khi chúng ta đi du lịch. Như chúng ta có thể nói ngôn ngữ đôi chúng ta thì du lịch có thể cấp bám đi có thể trao chuẩn bồi dân hướng các khi tôi học tiếng Việt để sống một tháng ở Việt Nam thì tôi có thể nói tiếng Việt tốt nhất. Tôi có thể gặp bạn bè ở Việt Nam thì tôi sẽ đi du lịch. Tôi học tiếng Việt. Tôi học tiếng Việt tôi muốn sao tôi muốn gặp bạn bè ở Việt Nam. Tôi sẽ đi du lịch trong mùa đông. Hôm nay tôi đã nói về nâng lực nông nụ ở cái chiên nông học lý do để học nông nụ ngôn ngữ đặc biệt là tiếng Việt. Tiếng Việt là hôm nay tôi có thể nói học tiếng Việt. Tôi phát tâm cố gắng, nhưng mà tôi cố gắng cổ phát âm tốt nhất. Tôi có thể lên thấp nói tàu chuyên vang tiếng Việt sử dụng tiếng Việt. Hôm nay tôi đã nói về thì tiếng Việt xong.
Ồ. Nhà kỳ chọn ngồi ngày 27 tháng 8. Hôm nay tôi đã nói về việc cải thiện khả năng ngủ trên bếp ở quần. Tôi nên tay rất nhiều thức ăn xuống. Tôi có thể giao tiếp tốt hơn bằng tiếng Việt. Điều này rất quan trọng, đặc biệt thì tôi mong phòng ốc Việt Nam trong một tháng. Bếp ngôn ngữ là một hành trình và tôi họ để xuất hiện nhà. Tôi tin rằng mình có thể nói tiếng bên ấy càng thân tốt hơn càng tốt. Tôi đã đi du lịch ở Việt Nam và cô có hỏi cặp cô như ngồi dàn gia phong ngồi dàn gia phong biết giao tiếp với họ giúp tôi học hỏi chân nhiều là dư độ tôi tâm quả tâm cải thiện tiếng Việt của mình. Hôm nay tôi đã chia sẻ về những trải nghiệm và tâm sự của mình khi học ngôn ngữ, và tôi thực sự cảm nhận tức thời gian việc sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác là rất quan trọng. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng phát triển tốt hơn và học hỏi thêm một ngày. Việc tức thân thiện biết một ngày sẽ giúp tôi chương trình hơn, và tôi mong là một ngày nào đó tôi có thể nói tiếng biết cho dạy.